Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì anh đến cho mình thiệt sớm để đi thơ mò. Đây là nói chơi dạo mọi người. Thì hôm nay là một cái ngày đặc biệt, là một ngày vui đối với mình và đối với Tam luôn. Bữa nay bạn thấy thiếu mình mọi người. Thì giờ là 2 giờ sáng mình sẽ bắt đầu cho anh Minh nha mọi người. Cho thầy sáng mới sắp. Để chơi giỡn á. Thì hôm nay là một ngày vui, là cái ngày thằng Minh sao anh em đi hỏi vợ, đi theo vợ hỏi vợ. Thì bữa hai cái ngày giống như là tôi béo vậy thôi, là ra mắt hai bên gia đình. Thì nói chung là anh em trong team lần lượt có gì mình cũng đâu cứ béo. Vậy là ai trong team có thì mình mừng cho người đó mọi người. Ai cũng phải có gia đình thì đi hết trơn hết trơn thôi. Thì anh em có chuẩn bị một chiếc xe và chuẩn bị đồ, nhưng mà cái đặc biệt cái này là đây, cái đoạn đường từ nhà của cái bé xuống nhà vợ của nó sao bằng 4 tiếng mấy 5 tiếng, cái đường này găng luôn. Vậy là thêm một phút có 10 thôi, nghĩa là từ đây đến Sài Gòn, tại nhà bạn gái của thằng mình ở Sài Gòn. Thì bắt đầu tụi mình sẽ mà mặc quần, mặc quần sọt thì trên xe cho đỡ nó không có khó chịu, nên rảnh mình thay ra, chứ không phải là mình đi đám mà mặc quần sọt thôi mọi người. Anh đảm nha, anh vợ tôi ở nhà nó lên chặt cáo xong nó tôi dở ra nó biết cái gì mày chắc đi thơ mò. Giờ giờ là 2 giờ sẽ bắt đầu lên xe thôi. Thằng Minh thì nó ở dưới, nó đi lai gà trước rồi mọi người, nó đợi, nó tại gia đình đi riêng không đủ xe, tại hôm nay có lực lên thì mình cho Minh qua bên đi bên gia đình của bên kia của nó. Thì mình đi xe này, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên xe và chuẩn bị thôi các bạn ơi. Đoạn đường tại lên đó rất là xa, nên lên xe mình sẽ nghỉ ngơi tới gần sáng, mình sẽ ăn sáng xong mình đi tiếp ha. Get go. Đi hết đi, đi hết giờ xe này anh em, gắt gâu. Lên xe đi em ơi. Nó giỡn hết đợi nó đi. Rồi đợi xe này thế nào. Xe này em tin. Đụng cái ghế á. Ông nói là cái ghế. Thẳng thằng ơi, đụng cái nước. Rồi đi đi, bắt tay bỏ ông Hải đi. Mày gấp nữa. Tí ơi. Ô, lên đèn, lên đèn anh em. Đây 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 đây, đưa lại đây tôi nói. Gắng nghe em. Gắng nghe những lời anh dặn em. Gắng thổi kèn để tương lai tươi sáng. Sao có mình không? Lạnh cái này sao? Mình có lời gì mà mình muốn nhắn nhủ với ông anh mình, ông bạn mình không? Bạn mình là có vợ rồi, bớt sống lỗi nha ông bạn. Cái cửa sổ hôm nay tôi gỡ bằng cái bút lên. Ông bạn nôn quá, ông bạn gấp với đâu gì đó. Dạ không cho mà. Ý mà không cho gì. Không cho cũng đâu có được. Ờ rồi ngồi vậy đó, rồi giờ ra đằng sau rồi, tôi giả rồi. Cấm đầu bây giờ gắn tân phố ra phố đổi ra đổi rồi rồi được chưa. Dạ thế là nào, cùng đi hỏi vợ cho thằng Minh thôi các bạn. À đó, ngủ tới sáng là tới anh em. Người ta vào trong mơ, thấy em ở trong đâu. Mình chạm vào bờ môi rơi đó khi gần kề em biết. Tại sao người đi đi đâu lại ngủ được? Ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đây là giấc mơ để lấy vợ, như là mấy sợ mình gần tôi một cách. Say để lỡ buồn mà đã được đâu. Nếu em có
chạm vào nhau. Vì anh tin phép nhiệm mò ra bên giấc mơ từ sự thật. Ở trong mơ anh thấy em thật yêu kiểu lướt qua bao chàng trai đến bên nắm tay anh trao đổi một nhìn khẽ đưa ánh mắt chào nhau. Từng có môi gọi mời xuyên xa làm tránh đi những câu đùa đưa để em làm anh đau. Em cố gắng cứ cười để che đi nỗi buồn tim sâu. Quang Phan nghỉ ngơi, đợi mình nó lên. Ok, ok. Đừng gãi quá, hay rất là tươi. Em nhỏ nhỏ. Cái đầu mà to to. Em có bạn chưa? Em có bầu 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 chưa? Không hát nhạc. Rồi hai ông hả? Giờ có muốn xuống không? Không xuống thì né cho người ta xuống. Để cho anh em xuống thì lên cũng tép, không có gì đâu mà chậm chảy gì vậy. Để cho mình đã tới đâu rồi nghĩa? Khoảng mình tới đâu rồi? Đây mình ghé quán cà phê, mình thay đồ, thay quần dài mà. Đợi mình tới rồi bắt đầu mình sẽ chổng thôi. Và sau đó mình sẽ đi ăn sáng. Mời đâu? Bữa nay em ngủ được không em? Bữa nay ngủ hả? Trời ơi. Ngủ được mình nói. Bữa nay gãy. Lô. Tao đâu rồi? Mà tao đang quán cà phê tao đợi đó. Quán cà phê chỗ vô tới tới, tới nhà cũng thấy gần 20 mét. Rồi. Thay đồ đi. Trời này đi đám hay là đi tắm biển gì trời. Mời bạn nha, có nhiều nước uống. Đi thơ mò gì đi béo. Đi thơ mò. Bữa nay mò 7 cái. Gà đâu đại gà để cấp xe hả? Gà đại cấp xe. Gà đại uống mình tới gì ta? Phải không? Thông minh không? Công nhận hay vừa bắp máy mình thôi. Đâu có bắp rồi kìa. Ai không? Ai mình đâu? Mày linh cảm giờ bấm lên. Thằng đó xe mi vậy, ghê à. Ghê à. Ai? Ai như tôi béo rồi, mày ghê. Mày đâu quen biết gì đâu. Đây thơ mo mình học đồ đẹp gì. Uống nước lên. Hello. Lấy cái bàn. Trời ơi. Cảnh cảnh, lấy thêm cái bàn nữa ghế các bạn. Ông bả đâu? Kiếm bả xuống. Phải tắn hả? Rồi phải chết. Cảnh kêu cô chú xuống uống nước. Nhộn nhịp quá chứ. Nhộn nhịp ra. Có ai bác vệ sinh đi, vệ sinh nè. Vô rồi xin đi đi, gấp gì vậy hả? Hả mày gấp gì vậy? Từ từ tôi đi. Cho ông cho vô nghỉ ngơi đi con. Vô ngồi nghỉ đi. Đây này con ăn tỉnh kìa nha. Con ăn tỉnh. Con ăn tỉnh kìa mới. Đi vô anh. Tham gia. Đây get go. Đi vô ơi. Mình đi không được đâu. Mình đợi tài xế được, tài xế đi tôi lát rồi. Tài xế mình đi tôi lát. Đấy, éo quần. Chạy quá vậy. Mở cửa ở đây đi.
hôm nay đi vô hay chứ mà ship nghe bên lại nghe là ship 10 gram bỏ đi 10 gram lá đi béo ơi. Hay lỡ chụp cái nó này nào. Vô trước á. Vô trước đi. Đi theo mò à. Trước rồi sao. Bữa nay đi bốn đá bốn con nữa. Đừng có gì nào gọi lại gì. Không có chơi chanh cây. Làm không lên trước. Lên trước rồi đừng có chanh cây đó. Ờ xem đi trước đi. Dạ. Xuống xuống. Mày gạt lắc lỗi bên nhà tao. Cho xe ra đi trước đi anh. Thế mày đi sao? Xong rồi con gọi. Ừ, được sớm thì để ngược chưa hay. Thôi, get go. Em ăn kem lên gói hàng hay gì? Để tiền nhiều quá, mình gói vô tiền cọc cọc, mình đem đi thu mô. Thu mô. Thu mô. Thu mô. Get go. Get go. Đọc bài 39. Chú gãy còn chưa biết nhà cô giấu đâu. Lại dẫn hay vô chạy gà đi chờ. Dạ dẫn qua cửa không hoài mới được. Dạ ông anh lên đây quen qua mạng hả? Nói dẫn đường cái gì đó. Một bài 39 là cơ si bên Bắc Đai là Thu mô ôi ơi cái nhà đẹp quá. Cửa rồi. Biệt thự trời. Nhà mãi vàng luôn hả? Sau này mà có cái nhà gọn gọn gì vậy? Đâu, nhìn giấy thằng Thái no nữa. Trời, ra ở đây. Chú gãi, chú gãi, chú gãi. Chú gãi đẹp trai, ta có dáng, còn mình cũng có, mà ông chị. Bên đây chú gãi, còn đây chú ngục mà. Đây chú bưng. Chú gãi, chú ngục, chú ngon lắm. Chú xem theo ơi. Ê, ờ dối mạnh vô cho té kìa. Quá lên lên giọng mình vậy. Hello em. Rồi đủ chưa? Không rồi xăm bà. Ở đâu? Không bỏ chạy nữa. Miệng miệng linh quá, miệng thú quắc. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi cãi đi. Cảm ơn. Có vợ phải bưng ư? Theo rồi hai quả lót với chả. Cái này quả cho đẹp mà. Bà răng mà. Mấy cha đó bạn đá gà nữa. Rồi chưa? Đợi nhà gái này đuổi chúng mình vô. Đó.
tại bên đó cổng người ta ra vô. Đi trước bình thường đi, cứ mình chỉ lộn xe. Bình thường đi chợ gì đó. Đẹp quá béo ơi, giờ động đẹp quá bên ơi. Làm được chứ trời. Gậy xong nhanh vậy. Gậy. Cắm ngay cái bụng đó. Ăn ăn đó. Ăn chờ bụng nha, rồi lát nữa. Đi lấy gì kìa. Cho cháu nó một số đồ.
bên thì cũng bữa họp mặt hôm nay thì cũng phải nói gì hơn, thì nhà trai thì cũng cho cháu nó là một đôi bông và cặp nhãn với cũng như mình chung vui với bữa tiệc hôm nay là 5 triệu, và cũng xin giúp đời thì cũng nhà gái cũng sắp xếp cho cháu nó để hỏi cô bác là cảm ơn. Cái chỗ ngoài này ăn nghe lâu rồi. Wow. Rồi tươi banh rồi đó. Thôi vỗ. Thôi vỗ nhẹ thôi, vỗ tượng trưng thôi. Vỗ nhẹ thôi, vỗ nhẹ đó. Giống như tao béo nè, nhà tao béo nè, nhà tao béo có gì à? Bánh tao quay. Bánh tao quay, bánh hải. Đó ăn luôn hả? Vậy là mình có sáng. Bây giờ mình kính lão đất khỏi trước đi anh em. Ăn bánh đi. Đại mặt vô mặt lắm. Đại mặt. Ăn giới đi anh. Mày dạng tay mày gấp giùm cho ông anh một miếng rồi nghẽ rồi anh em mình vớt. Ok. Đó. Để cho ăn nào dài cho đi trước không? Tân này nè. Tân này nè. Em nghe hồi anh dắt qua Thermo anh dắt bữa nay anh đem có 4 con à, anh đem 4 con à, rồi em đang đi rồi ông anh lụm kìa ông anh rồi ông anh mọi người mời các bạn nha một miếng heo quay nha mời bạn nha heo quay nhà tôi béo cứ gan nên tôi béo luôn ông nội này cứ nhà tôi béo hoài lên nhà mình cứ nhà tôi béo hoài nè sắp trong rồi ông Hải nè chị Tung các bạn nha. Này là bình chanh. Mẫu Phật. Em bên. Bỏ trên em bên này ba của chú nó chú gục này ba chú thế luôn người mình có tay nó chung gấp đi chú gấp rồi bạn nha.
bê cho người ta. Ăn đi báo, báo, ăn đây vô. Vô, đó vô ăn nha. Sơn ca. Trời ơi. Kế mình sang nhà Giờ anh em mình về ha. Bây giờ tụi mình sẽ về mọi người. Thì tụi mình đợi em xíu lại liền. Thì đường hơi xa mọi người, mình sẽ bắt đầu đi về thôi, nghỉ ngơi mọi người. Thôi giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của tụi mình nha. Thì hôm nay là ngày vui, nói chung là bắt luôn. Thì mình đi về. Đúng chưa? Đúng. Về ha. Thôi bye bye mọi người nha. Về.